Hello mọi người, hôm nay em đi sẽ review một cái sản phẩm chuyên về chỉ nám của Thái cho chị em nhà mình xem ha. Chị kia nói hay quá, xong cái mua về sử dụng và từ hôm Tết tới giờ xài mấy bà nha. Hôm Tết đi bán bông bị nám đó, sẵn rồi xài xong rồi cho mấy bà phản hồi. Đây là cái kem này là kem trị nám, dưỡng trắng trị nám blood trái cây của Thái. Nói chung là có nhiều chị hỏi chị ơi chị có hàng đó không, rồi cái đó xài ok không đồ này kia, hoặc là bữa đó em lướt cái em thấy chị kia chỉ bán quần áo quá trời luôn, cũng thấy ham vô xem. Mấy bà vô xem xong cái bà nói nghe hay, bà nói cái kem này hả, bà mua mấy cái kem mà mắc tiền đó, một set là 2-3 triệu, 3-4 triệu mà xài không có hết nám, mà chỉ xài cái kem này da ba đẹp đồ này kia, cái đầu khách vô gửi mua dùm đâu quá trời đất, thấy người ta đặt là hình như là gần mấy trăm đơn luôn á chị, cũng khoái vô đặt thử về xài. Đây là cái hũ kem trái cây blood cộng hàng chính hãng của Thái nha mọi người nha. Và kết quả em Liên xài được một tháng mấy, gần 2 tháng rồi mấy chị, xài được tháng mấy gần 2 tháng, còn có nửa hũ này không. Thì nói chung là cái này nếu mà chị nào mà da không điều màu, bị nám nhẹ thì xài chắc có thể là sẽ đỡ. Còn nếu mà bị nám nhiều hoặc là cái da dạng mà cái kiểu như chai giống như da em nè, xài tùm lum kem hết trơn, tờ lưa hết trơn nè, xài không có hiệu quả. Không phải là không có hiệu quả mà xài thấy không có bớt nám nha mấy chị nha. Không có bớt nám, tại em là thuộc cái dạng nám hỗn hợp, nám đinh, nám chân sâu mấy chị. Đây nè ha, nám đinh cái kiểu tàn nhang, mọi người chấm tàn nhang nữa chị không. Nè, nhìn nè, để gần thấy là tàn nhang nè, thấy không. Đó, mấy cái đốm tàn nhang li ti. Và hôm Tết đi bán bông bị nắng ăn thì nó hơi nám chỗ này, sức không thấy bớt gì trơn á, không thấy bớt gì trơn mấy chị nha. Thấy nó cũng vậy, nó không có bớt gì trơn. Mà cái dòng mà nám mà có hiệu quả nhiều, trắng da nhiều nha, hiện tại thôi. Còn cái mấy sản phẩm khác là chưa xài. Thì hiện tại mà em xài rất là nhiều dòng chỉ nám thì em thấy có một nám Hàn với nám Nhật là nó xài nó ok, nó có giảm nhiều cho mấy chị thôi. Và có cái độ trắng nhiều. Có một nám Hàn, nám Nhật này thì cái độ trắng của nó nhiều thôi. Còn mấy cái này sao xài nó không xi nhê gì vậy. Xài lên nó chỉ mịn cái da mấy chị thôi ha. Chị, và đặc biệt cái mùi của nó thơm. Mấy chị hỏi hàng chính hãng không thì xin thưa là bên em chuyên mua cái gì cũng là chính hãng hết. Cái nào chính hãng em mới mua em xài. Tại vì em là xài kem quen rồi ha mọi người ha. Trên đây nó có tem nè. Đó, rồi có tem chống hàng giả, hàng ơ, tết mã vạch các kiểu gì luôn nha mấy bà ơi. Đó, đây là cái kem blood trái cây. Blood trái cây ha mấy chị ha. Blood trái cây hàng chuẩn Thái. Đây xài gần hết rồi nè, hơn nửa hũ rồi. Và cái chất thường kem nám thường là cái chất của nó cái dạng nó cái kiểu giống gì nè, nó cái kiểu nó nhầy nhầy gì nè mấy bà, cái kiểu nó nhầy nhầy sệt sệt vậy đó ha, kiểu nó nhầy nhầy sệt sệt cái gì nè mấy chị nè. Đó, thao cho mấy chị xem nè. Đó, mấy chị thấy cái gạng nám của em không, hơi nám không điều màu, nám hỗn hợp, nám đinh, nám chân sâu rồi đó. Chất kem rất là thơm, mùi trái cây dễ chịu, sức dễ chịu lắm nha. Xài thì nó mịn da thôi, chứ còn cái hiệu quả mà để mà nó giảm nám nhiều thì em sẽ không thấy, chưa thấy có hiệu quả giảm nám gì nhiều hết trơn á. Còn những chị khác xài không biết làm sao, nhưng cái này ví dụ như mấy chị nào mà mới tình trạng mà mới hơi cái kiểu mà da không điều màu hoặc là hơi bị nám nhẹ thì có thể sức nó sẽ đỡ. Còn nếu mà ai bị nám nặng, mấy bà nghe quảng cáo cái này sức hết thì mấy chị sức là không hết đâu nha. Cái này thì nói chung là cũng tùy theo da bản thân em thôi, bản thân em xài em thấy nó chỉ mịn da chứ nó không có giảm được cái phần trăm nào hết trơn. Nói chung nó không giảm được phần trăm nào hết trơn luôn. Sức tháng mấy rồi đó, tháng mấy 2 tháng là muốn hết hũ kem rồi nè. Sức muốn hết, sức thì trước Tết chứ không phải là Tết. Sức thì trước Tết là mua đã xài nha. Bữa xài bữa hông rồi, tại vì em xài kết hợp thêm retinol nữa. Em thì em xài skin care nữa, em xài thêm cái bộ retinol với lại serum B5. Có nhiều chị kêu em đó là tư vấn sử dụng xài kem đồ này kia, mà tại vì tôi xài tùm lum hết trơn, không biết tư vấn cho mấy bà, chỉ mấy bà sao luôn. Hiện tại thì em đang xài cái bộ rề này rất là ok luôn. Tại vì sao, nó hỗ trợ là thứ nhất là nó hỗ trợ cái mụn cám cho em. Mụn cám của em rất là nhiều, mấy chị cũng biết. Thứ nhất là cái chỗ này với cái này trước em nhiều dữ lắm luôn. Mà em xài cái này nó xe khít cái lỗ chân lông lại, và cái mụn cám nó trồi lên hết trơn. Xài nó mịn da, mướt da cực kỳ. Nhưng mà thường mấy cái dòng mà kim khe đó mấy bà, nó không có trắng nhiều ha. Chị nào lỗ chân lông to với lại là da của mình không có được mịn màng, không có được căng bóng đó, hoặc là
hoặc là bị mụn cám đồ nhiều, mấy bà sử dụng cái bộ này hỗ trợ đi. Mỗi chị nên có một cái bộ, cái này nó điều trị đều màu da rồi, cái kiểu giống như là nó làm căng bóng da, với lại là da mà mấy chị bị lỗ chân lông to, bị do mụn cám đồ nhiều đó, thì mấy chị xài cái này. Ai bị mụn cám với lỗ chân lông nhóc hết trơn, mấy bà xài thử đi. Xài một bộ thôi là cái da mấy chị nó sẽ mướt căng bóng trở lại, mướt căng bóng, nó hỗ trợ da mình căng bóng, cấp nước ok lắm. Còn riêng về trắng nhiều thì cái bộ này nó sẽ không có trắng nhiều. Chị nào muốn trắng nhiều thì mấy chị phải kết hợp thêm cái kem dưỡng trắng của công ty nữa. Dưỡng trắng thì mấy bà có thể sử dụng là cái hũ ban ngày của nám Hàn hoặc nám Nhật đều được, để hỗ trợ cho nó dưỡng trắng cho mấy chế ha. Còn cái này thì em xài em thấy nó mịn da thơm, chắc kem thơm mịn nha. Còn mà trị nám nhiều thì chắc không có trị nám nhiều. Nó, nói chung là nó không chị nám nhiều, tôi là tôi xài tôi cảm nhận tôi cho mấy bà biết thôi, chứ giờ cô không biết nói sao để cho mấy chị hiểu rõ. Tại vì có mấy nhiều chị kia em xài thử cái này và hỏi có bán cái dòng này không, thì trước khi muốn bán hoặc muốn tư vấn hoặc muốn chỉ hoặc muốn chia sẻ mấy chị là em phải xài trải nghiệm trước 1 tháng 2 tháng rồi bắt đầu em mới lên clip và chia sẻ, chứ lên nói tào lao mấy bà hay là chữ tôi chết à. Đó thì em xài nè, muốn hết nè mấy chị thấy không, đây muốn hết rồi nè, đó là xài được hơn gần 2 tháng là mua hồi lúc trước Tết đó. Và em xài retinol, bữa xài tại vì retinol 1 tuần em xài có 3 ngày, ngày xài ngày ngưng, thì những ngày không có xài retinol thì em xức cái này hỗ trợ ban đêm, còn ban ngày thì em xài kem dưỡng trắng của nám Hàn hoặc nám Nhật đó, thì em chia sẻ cho mấy chị. Và cái này nếu mà chị nào mà bị nám nhiều rồi này kia thì em nghĩ là sức nó sẽ không có hết đâu nha mấy chị nha, sức không có hết. Còn chị nào mới dưỡng nhưng chắc nó hơi nhẹ nhẹ thì có thể đỡ đỡ, hơi nhẹ nhẹ thì chắc có thể đỡ đỡ nha mấy bà ơi. Đó em xài em thấy nó bình thường, nó bình thường tại vì cái da em nó chai quá rồi, da em bây giờ xài tùm lum kem nó cái kiểu giống như là nó không có đủ đô, cái đô của em là nó phải mạnh dữ lắm, em nghĩ là chắc cái đô của em nó phải mạnh chứ mấy cái nhẹ nhẹ giống gì. Cái này thì nó không có bong chóc da gì hết, cái dòng nám này thì nó sẽ không có bong chóc da gì hết, trắc kem thơm mùi trái cây, trắc kem màu hồng, cái này là kem dưỡng trắng trị nám Blue cộng nha. Lưu ý mấy chị bị nám nhiều mấy bà đừng xài. Nám nhẹ thì em không biết, chắc có thể là nó đỡ đỡ thôi chứ em xài thì nó không có xi nhê đó. Chất kem thơm, chất kem bên trong màu hồng thơm, cái dạng nó hơi cái kiểu nó hơi sệt sệt nhầy nhầy thoa lên trên da, thì mấy chị thoa ít thì nó thấm, mà thoa nhiều thì cái kiểu nó hơi bớt bớt, nó hơi bớt bớt nha mấy chị nha. Đó thì nó cũng giống như những cái dòng chất kem nám của mấy cái dòng kem khác thôi, thường đa phần cái dạng nám thì nó chất kem nó như thế này, nám ban đêm thì chất kem nó sẽ như thế này ha mọi người ha. Thơm, chất kem có thơm mùi trái cây ok đó. Mịn da thì có mịn, nhưng còn điều trị về riêng về nám thì em xài em chưa thấy có cái hiệu quả gì nhiều hết nha. Em xài gần 2 tháng chưa có hiệu quả gì hết nha mấy chế ơi. Chị nào mà nám nhiều thì mấy mẹ xài cái này đừng nên xài, em thấy nó không có bớt, nó không có hiệu quả nhiều. Nám trái cây và lút cộng rồi trả kết quả cho chị em nhà mình nha. Nói chung là em xài theo cái trải nghiệm của em thôi, chứ còn tùy theo da, để nhiều khi mình không nói cái bắt đầu người ta nói ừ sao tôi xài tôi thấy ok mà sao bà nói không ok không im. Cái này là tùy theo da, nếu mà tình trạng da thì trước giờ chưa xài kem thì mấy chị xài có thể là da mấy chị nó sẽ mịn 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 ok. Còn riêng em là cái da em nó chai, nó hơi chai, nó hơi lì tí xíu nên em xài em thấy nó cái kiểu nó đứng chân à, nó đứng chân cái kiểu như nó bị lì kem, cái da cái kiểu giống như là nó bị lì kem á mấy chị. Thường những chị mà xài kem nhiều thì cái da của mình nó hơi cái kiểu bị lì, cái đô của mình nó hơi mạnh, thì mấy cái dòng này nó không có ăn nhầm, nó không có ăn nhầm gì đó với mình hết trơn hay cả nhà nha. Rồi đây là cái sản phẩm kem em cho cả nhà cái cảm nhận của em thôi, cảm nhận thôi là nếu mà da mấy chị nào chưa xài kem xài thì da nó mịn nó sáng. Còn nếu mà chị nào có mà xài kem rồi mà cái da bị lờn thì xài nó sẽ không xi nhê gì hết. Riêng về nám nhiều chắc có thể là nó sẽ không hết. Còn riêng về cái dạng hơi mới bị nám nhẹ thì xài thì chắc có thể là đỡ đỡ, nó sẽ đỡ đỡ, nó mịn da ha mọi người ha. Rồi mấy bà mấy chế da mấy chế muốn em mua cái sản phẩm nào đó để mà review cho mấy bà nữa và xài cho mấy chị cảm nhận thì cứ comment dưới clip, em sẽ mua về em xài cho mấy chị xem. Đúng rồi, còn có một số chị kia em xài cái sản phẩm này đây. Đây là cái sản phẩm Zenda mới mua luôn nè, Zenda mới mua bây giờ xài cái này phải không, ngưng cái này nha, qua tới cái này và em đi sẽ xài trải nghiệm cho mấy chị là khoảng bao lâu ta, 1 tháng, hơn 1 tháng đi, hơn 1 tháng. Cái cặp này á là cái cặp này
Đúng rồi, cái cặp này là cái bộ lớn, cái bộ lớn nha, còn cái kia là cái nó có bộ nhỏ nữa. Em kêu lấy cái hộp bộ nhỏ em xài em test thử xong cái bà gửi cho em cái này cặp kem lớn không mấy chị. Cái này thì nó không có peel da, nghe nói là nó không có peel, nó cũng điều trị hỗ trợ dưỡng trắng trị nám coi như thế nào. Bây giờ sẵn rồi khui luôn mấy bạn, sẵn khui cho mấy chị xem luôn nè. Bây giờ cái này ngưng nha, ngưng xài này nha mấy chế nha. Giờ ngưng xài tới qua cái bộ này. Nói chung là mấy chị kêu em xài em sẽ xài thử, chị nào muốn em sử dụng cái sản phẩm nào là cứ comment đi, em sẽ xài cho mấy bà xem. Tôi da của em giống như là thí nghiệm cho mấy chị trải nghiệm thử trước coi có gì không. Đây rồi, bây giờ sẽ khui sử dụng cái cặp kem này, cặp kem Senda nha mọi người ơi. Bây giờ em sẽ trải nghiệm em xài hơn một tháng đi rồi em cho mấy bà có cái kết quả của nó làm sao. Cái này thì nó cũng có một cái hũ ngày và một cái hũ ban đêm. À, kem dưỡng trắng da ban ngày, còn này là kem dưỡng trắng da ban đêm, có độ chống nắng 50 cộng, có độ chống nắng 50 cộng. Ê thôi sẵn khui khui ra luôn xem cái chất kem như thế nào nha. Rồi bây giờ em sẽ khui ra luôn xem cái chất kem rồi em sẽ xài thử coi nó làm sao nha mấy bạn ơi. Bộ lớn ha, bộ lớn đó hả, này lớn hay nhỏ vậy ta, cái này bộ lớn hay bộ nhỏ, sao cái hũ kem nhỏ xíu vậy mấy cha, cái bộ này bộ lớn hay bộ nhỏ vậy mấy chị, lớn hay nhỏ là sao, giá cao quá vậy, sao mua bộ này lớn hay nhỏ mà giá cao quá chứ ơi, mấy chứ ơi. À, đúng rồi, cái hộp ngờ như thế này là bộ lớn, còn cái hộp mà nó liền với nhau là nó nhỏ nha. Cái hũ kem này có bao nhiêu gam đâu, 20 gram, 20 gram nha mấy chị. Đây. Đó. Một cái hũ màu chắc kem màu trắng và một cái hũ chắc kem ngà ngà, cái giống cái dạng như là kem nền vậy đó. Và cái chắc kem bên trong để em xem nha mấy chị. Đây. Em gỡ ra coi. Đây cái này phải gỡ ra, lấy cái cây gỡ ra, đâm vô gỡ ra mới được mấy chị. Để em đâm vô để xíu nha. Rồi nè, chét thử lên trên da luôn mấy chị. Cái này là ban đêm, cái hũ mà cái dạng hơi ngà ngà, cái màu hơi sạm sạm là ban đêm nha. Và cái chất kem của nó thơm mấy chị, cho mấy chị xem chất kem. Chất kem hũ ban đêm. Cái mùi này nó thơm thơm nhẹ nhẹ giống như mà cái mùi của cái kem mà hồi đó em có xài là cái kem của Vin Gạch Giá đó chị nhớ không? Cái sản phẩm kia Vin Gạch Giá hoặc là cái kem men gạo. Cái chất kem của nó sệt y như là chất kem men gạo và thoa nó sẽ thấm lên trên da. Đây. Thoa nó sẽ thấm lên trên da của mấy chị nè. Đó. Ha. Thoa nó sẽ thấm lên trên da của mình ha mọi người ha. Đây là cái hũ ban đêm nha cả nhà nha, đây là hũ ban đêm. Đó. Ủa cái cặp kem này cặp kem lớn đó ta. Cái hộp kem lớn hả? 20 gram hả? Còn hộp kem nhỏ chắc 10 gram quá. Hộp kem nhỏ dùng thử, nó có cái sản phẩm dùng thử đó mấy chị. Đó là cái chất kem ban đêm nè. Đó. Cái chất của nó sệt thoa là thấm hết vào trong da và cái mùi thơm của nó giống như là cái mùi thơm của kem men gạo, mùi thơm của cái kem dưỡng trắng của thằng Win Gạch Giá, cái chất của nó giống như vậy ha mọi người ha. Rồi. Bây giờ tới cái hũ ban ngày. Đây là cái hũ dưỡng trắng ban ngày. Đây. Cái nền kem cũng giống y hệt như là cái hũ ban đêm, nhưng mà cái hũ ban ngày thì cái màu của nó trắng hơi ngà ngà cái xíu, trắng mà trắng ngà. Cái hũ ban ngày nó không có thơm, ban ngày nó không có thơm thôi gì hết, nó bình thường, cái mùi kem nó bình thường nha. Rồi đây chắc kem, rồi xức lên trên da thì nó cũng thấm giống như vậy luôn, nó cũng thấm giống như là cái hũ ban đêm vậy đó ha. Nhưng mà em nghĩ chắc kem này xức nó mịn da lắm á chị. Em nghĩ là sức nó sẽ mịn da nhiều, còn cái độ trị nám thì không biết nha. Cái này thì em nghe người ta nói là trị nám nhẹ thôi, còn nám nhiều thì không biết làm sao. Nè, nó dính đây để tôi sức lên luôn, bỏ uổng. Khui ra nó dính nè, ha. Rồi để em xài thử coi nó làm sao rồi em sẽ cho mấy chị. Em sẽ cho mấy chị kết quả sau clip sau nha. Xài vào. Có 1 tháng đi mấy bà, nửa tháng hay 1 tháng gì mới biết kết quả chứ mới mua xài đâu biết ra mọi người. Xài có nửa tháng hoặc 1 tháng gì mới biết được ha chị ha.
Và để vài bữa nó đi em sẽ cho mấy bà kết quả, nhưng mà em mới sức lên em thấy cảm thấy nó mát lạnh cái da. Nếu mà chị nào dưỡng trắng thì có thể mua cái bộ này, ok. Nói là riêng về dưỡng trắng mà những cái nền kem mà dạng cấp ẩm như thế này là em thấy im nè. Còn mà chị nám thì không biết, thoa lên nó căng bóng cái da quá nè mấy bà. Thoa lên căng bóng cái da dễ sợ luôn. Rồi. Rồi ha. Đó. Quay ngược ánh sáng nhìn cái da xấu, giờ quay ngay cái ánh sáng da đẹp ghê mấy bà. Quay ha. Nói chung là mấy chị quay clip mà muốn da đẹp hay không là dây quay đúng cái ánh sáng ánh đèn là da mấy chị đẹp, còn quay mà không đúng cái góc cái da mấy chị nó sẽ không có đẹp mọi người. Ê sức cái này lên thấy da căng bóng quá trời luôn nè. Cái này thấy da căng bóng còn hiệu quả thì chưa biết nha. Rồi em kết thúc clip này nha. Chị em nhà mình cần em liên xài cái bộ sản phẩm nào thì mấy bà cứ nói đi, em mua về em trải nghiệm xong em sẽ chia sẻ cái cách xài, cái công dụng của kem và cái chất kem cho mấy chị biết. Thì cái nền kem này nó giống như là cái chất kem của hũ men gạo, dưỡng trắng men gạo như đó mấy chị. Ê mới xức lên sao thấy da căng bóng quá vậy. Rồi bye bye mấy chế nha. Mấy chị nhớ là hãy theo dõi kênh của em, like, chia sẻ giùm em điên nha mọi người ơi. Chúc mấy chị ngủ ngon.